Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, luật phòng chống tác hại của rượu bia chính thức có hiệu lực. Bất kỳ người tham gia giao thông bằng phương tiện nào cũng đều không được sử dụng rượu bia, ngoại trừ người đi bộ. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều người dân vẫn chưa hề biết quy định này. 7 giờ sáng, tại một quán ăn trên địa bàn phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào. Dù là ăn sáng, nhưng vẫn phải có một vài chén rượu. Tan cuộc, những thực khách này vẫn tham gia giao thông như bình thường, thậm chí là không đội mũ bảo hiểm. Còn đây là hình ảnh tại một quán bia trên địa bàn phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. Dù đã hơn 9 giờ tối, thế nhưng cuộc vui không biết bao giờ mới kết thúc. Một vài khách ra về sớm thì cũng đã sử dụng ít nhất là 2 cốc bia và vẫn sử dụng xe máy và tham gia giao thông. Em thấy cũng bảo là uống bia rượu ra ngoài đường, công an bắt phạt nặng lắm. Cũng trong đầu nghĩ và cũng không uống, nhưng mà thôi, cả bạn bè cũng là 1 cốc, 2 cốc. Có hôm bạn đưa về, có hôm thì mình tự về. Khi rượu vào rồi, xe của mình mới phải về thôi ạ. Đa phần tự mình đi về chị. Nói lại là có nguy hiểm, nhưng mà không về thế thì xe mình ai đưa về, mình phải tự đi xe của mình về chứ chị. Còn đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại một vài quán bia trên địa bàn huyện Kim Động. Lúc này là khoảng 7 giờ tối, quán chật kín xe. Không khí nâng ly chúc bia vẫn diễn ra sôi nổi. Sau khi tan cuộc, nhiều người thậm chí mặt đỏ như gấc, nhưng tất cả đều vẫn rất tự tin điều khiển xe máy và tham gia giao thông như bình thường. Với cuộc sống hối hả và hiện đại như ngày nay, thì trong tất cả những cuộc vui hay những đám hiếu hỉ đều có sự xuất hiện của bia hoặc rượu. Và luật phòng chống tác hại của bia, rượu ra đời mới chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề, phần gốc vẫn là ý thức của người dân. Mỗi khi nâng ly, bạn hãy nhớ rằng bạn không chỉ phải đối mặt với những án phạt dành cho bản thân khi vi phạm về nồng độ cồn, mà còn đối mặt với những mối nguy nghiêm trọng về sức khỏe, tính mạng của bản thân cũng như là đối với những người xung quanh. Tết Canh Tí 2020 đang đến gần. Hãy là người tham gia giao thông một cách văn minh và trách nhiệm để tránh những vụ bạo lực cũng như là những tai nạn đáng tiếc xảy ra.